kính chào, thương chào và quý mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt. À, ngày hôm nay cuối tuần à, thì cũng tranh thủ làm cho mọi người một cái video à, sau một cái tuần giao dịch có rất là nhiều biến động của thị trường. À, trong tuần thì thị trường nó có những cái nhịp rũ bỏ rất là mạnh, à, có những cái nhịp giảm à, thủng cái mốc MA200 hay là những cái mốc là 1100 à, và cái phiên ngày thứ sáu thì thị trường nó thủng đến cái điểm thấp nhất của thị trường là quanh tầm khoảng là 175, à, tức là các cái mốc là 1100 hay là 1080 hay là đường 1.200 là quanh tầm khoảng là 1112 1113 đó thì trong tuần này là thị trường nó thủng hết. À, nhưng mà vào cái phiên ngày thứ sáu thì thị trường nó có một cái phiên đảo chiều uh, với rất nhiều những cái mã cổ phiếu hồi mạnh uh, và sau so, có một số những cái mã cổ phiếu nó tân trần. Uh, ví dụ như là một số những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán hay là một số những cái mã cổ phiếu bất sản. Đó, thì ngày hôm nay thì em có để một cái tiêu đề đó là rủ sạch hàng. Thì nếu mà trong tuần qua anh chị để ý kỹ á thì ví dụ như anh chị này giao dịch ngân hạn thì em không nói nha. Nhưng mà anh chị để để ý ở một số các cái Zalo hay là một số các kênh YouTube á mà gọi là dài hạn luôn chị ha tức là xét theo về, về mặt trung hạn và dài hạn á thì cất có rất là nhiều cái room mắt là bán hết cổ phiếu rồi à, ví dụ như, à, tức là có rất nhiều chị đã bán sạch cổ phiếu à, khi mà chị neo à, theo những cái mốc ví dụ như là ma 200 là một cái đường ma gọi là dài hạn à, hay là các cái mốc là một một à, mất một ngày một thì anh chị bán sạch à, hay là mất một tám mươi thì anh chị bán sạch à, tức là cái tuần vừa qua là một cái tuần thị trường nó ai bán thì nói chung thấy là cũng bán sạch đó rồi ngắn hạn trung hạn dài hạn thì mình thấy là có rất nhiều người bán rồi À, thì liệu cái vùng cái vùng tạo đáy của thị trường đang có quanh vùng này hay không và nó có đang đến gần hay không à, thì trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ với cái góc nhìn của em à, của thị trường trong cái tuần này à, phân tích về cái phiên giao dịch ngày thứ sáu nó riêng à, cũng như là đưa ra về một số các cái phương hướng thị trường Trong à, góc nhìn trong tuần tối nói chung à, để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, để anh chị chủ động à, trong những cái phiên tuần sau anh chị ha rồi ok rồi thì à, trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video anh chị thấy hay và hữu ích thì mọi người có thể tặng cho em một cái nút like nha đã, video cuối tuần thì cũng tặng cho một cái nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Thì hiện tại tầm khoảng là gần một à, tầm khoảng là 100 người nữa thôi là kênh của em đạt à, 20.000 người đăng ký rồi. Nên là anh chị nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể là nhấn giúp em một cái nút đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong cái room khách hàng á, thì bên dưới á, màn hình á em có để số điện thoại bạn trợ lý của em thì anh chị nào muốn tham gia có thể có thể là liên hệ của bạn trợ lý quen để bạn hỗ trợ anh chị vào room à, chúng ta đồng hành trong những sắp tới rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh rồi đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động của thị trường à, trong tuần này thì thị trường trong tuần qua thì nhìn chung nó là một cái tuần giao dịch nó có rất là nhiều biến động à, tức là anh chị thấy là cái phiên ngày thứ hai á à, tức là thị trường ngày tuần này á, là thị trường nó có bốn phiên giảm và một phiên tăng nhưng mà nếu như nào theo dõi kỹ thị trường á bởi vì trong tuần này mà nếu chị nào mà hay xem kênh của em á thì trong tuần vừa rồi em livestream liên tục À, ví dụ em live trong phiên đó chị em live sáng live chiều là em livestream sim gọi là em livestream liên tục trong phiên thì khi mà chị theo dõi những cái buổi livestream trong trong phiên đó, thì chị sẽ hiểu là thị trường trong tuần này nó biến động như nào ví dụ như trong ngày thứ hai anh chị ngày thứ hai là buổi sáng nó tăng anh chị ha rồi buổi chiều nó ấp buổi chiều nó giảm rồi cái ngày cái phiên ngày thứ ba đó là nó giảm tức là nó bình sinh lình sinh ở trong phiên và nó bị bán sàn ở etc rồi buổi sáng ngày hôm sau là nó xanh nó tạo hy vọng tầm khoảng là đến 10 giờ 10 giờ rưỡi sau buổi chiều nó ép tiếp rồi, ngày thứ sáu thì sao? Ngày thứ sáu thì à, xin lỗi chị ngày thứ năm á thì nó neo tiếp rồi giảm một cú phiên. Rồi ngày thứ sáu thì sao? Đạp buổi sáng rất mạnh. Đã, bắt đầu là kéo lên trở lại phiên chiều và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tăng rồi. Ok, đó thì đó là cái mặt hoạt động của thị trường trong tuần qua. Rồi, thì các cái vấn đề về vĩ mô á, thì nhìn chung thì em điểm qua nhanh thôi chị ha. Chúng ta điểm qua vấn một số góc nhìn về vĩ mô. Thì điểm qua nhanh thì trong tuần qua thì nhìn chung các chỉ số thế giới nó cũng biến động vậy. Anh chị nào theo dõi các chỉ số như Dow Jones, S&P 500 hay là các chỉ số của thế giới thì trong tuần qua thì các chỉ số nó giảm tương đối mạnh. ví dụ như thế là Dow Jones cuối tuần vừa rồi là giảm gần 300 điểm hay là S&P 500 hay Nasdaq hay là các chỉ số khác thì có những cái mức giảm điểm rất là mạnh như vậy. Nào về DSI này, cập nhật DSI cho mọi người này thì DSI hiện tại vẫn đang neo cái mức rất là cao, tầm khoảng là 106. Đó, thì khi mà đến thì nó, khi mà nó chưa thủng cái mốc là 105 thì nó vẫn luôn tạo ra những cái mối nguy cơ cho thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung Nào, thì mình vẫn sẽ theo dõi các cái mốc này ok bởi vì các cái tính liên quan của các thị trường nó sẽ chung với nhau đó, thì em thấy là trong tuần qua thì các chỉ số là nó có những cái mức giảm đó, giảm mạnh trong tuần này đó, ví dụ như NASDAQ start hay là sp 500 hay là các chỉ số dow jones thế nhưng mà nhìn chung á, thì các cái chỉ số này á, vậy thì nó vẫn giữ được cái vùng quay của nó tức là nó vẫn giữ được cái nền của nó ví dụ những cái mặt của những cái chỉ số nas thì vẫn giữ được cái nền đó, thì cập nhật với chị một chút như vậy về cái mặt về các chỉ số của thế giới trong tuần này nhưng mà nhìn chung các chỉ số thế giới trong tuần này tóm gọn lại là gì là nó có những cái mức giảm điểm có những cái vùng rung lắc đó là cái điều tiêu cực. Tuy nhiên về uh, nhìn về cái góc rộng á, thì nó vẫn chưa rơi vào một cái trên nó đau quá mạnh mà nó vẫn giữ được cái những cái những cái vùng hỗ trợ phía dưới của nó. đó, à, thì trong tuần sau thì chúng ta sẽ theo dõi những cái mốc này như thế nào. Còn đến thì trong tuần qua thì vẫn đang nêu cao. OK, thì uh, nhìn chung thì các cái vấn đề về vĩ mô thì chúng ta cũng đã bàn luận trong khoảng hai tuần vừa qua rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta mới nói. Tức là vĩ mô thì hiện tại đang vẫn đang biến động, tôi nói nhiều. À, áp lực về tỷ giá, áp lực về cách uh, các liên thị trường, à, cũng như là có một số thông tin về mặt tâm lý là chiến tranh nữa vậy. À, khi mà chị nghe chiến tranh thì cũng sẽ có một chút vấn đề về tâm lý, à, thì đó là cái các cái biến động của thị trường về cái mặt về tin tức à, nó diễn ra trong tuần gọi là trong tuần vừa qua. Rồi à, điểm qua một chút về khối ngoại đi, thì khối ngoại trong tuần vừa rồi thì là một cái dòng tiền nó đỡ thị trường rất là tốt. Có thể nói là nó như chị biết tức là như chị thấy là trong tuần qua thì nếu mà không có khối ngoại nó đỡ, đặc biệt là cái phiên ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì mới là thị trường nó không dừng lại đây đâu, Nó không dừng lại đây nên nếu như là để, để, kể là một số những cái mã cổ phiếu chứng khoán á, ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì khối ngoại nó mua rất là nhiều đó, nên là anh chị thấy là, là 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 cái thị trường á tầm khoảng thứ tư thứ năm thứ sáu là bắt đầu nó chuẩn lại qua cái vùng tức là nó trận lại cái, nó, nó, có những cái lực hấp thụ rất là tốt đó và anh chị thấy là trong khối ngoại tuần qua thì mua ròng tầm khoảng nếu mà cộng cộng lại các phiên á thì trong khối ngoại tuần qua thì mua ròng tầm khoảng là một nghìn một nghìn sáu trăm tỷ một nghìn bảy trăm tỷ và tự doanh cũng mua rất là nhiều này nước ngoài vậy là khối ngoại là mua bốn phiên ba tư năm sáu và tự doanh thì nó mua cũng bốn phiên ba tư năm sáu luôn đó, thì cái dòng tiền nhà tư uh, tự doanh cũng như là nhà tư khối ngoại thì trong tuần qua nó đỡ thị trường rất là tốt đó, và anh chị thấy là ví dụ nhà tư cá nhân thì đa phần là bán đó, nhưng mà nhà tư khối ngoại thì với lại tự doanh thì nó mua rất là nhiều à, tuy nhiên anh chị lưu là các cái cái dòng tiền này của uh, khối ngoại và mua của tự doanh và khối ngoại á nó có thể là nó, nó sẽ là cái con dao hai lưỡi tức là sao tức là anh chị thấy để kỹ là khi mà thị trường mà nó mà nó những cái vùng này khối ngoại nó mua không? nó lên vài cây là anh chị thấy cái đoạn này là khối ngoại nó bán này đây này, này. Không? là khi mà khối ngoại nó bán là thị trường nó giảm thì tức là gì tức là nhiều lúc khóa ngoại gì anh chị để kỹ nha là nhiều lúc nó còn trai tê, tê cộng luôn anh chị hết anh chị để kỹ các cái cái phiên mà khóa ngoại nó trong một cái khoảng thời gian trong một hai tuần á là nó mua nó mua vài ngày xong đó nó bán thì nếu mà sau này khi mà đến một đoạn nó mà khóa ngoại nó bán và thời gian nó bán thì nó cũng sẽ áp lực lên cái dòng gì trên thị trường À, nên là em thấy là cái cái hiện tại thì cái lực cầu nhiều tôi tôi nói yếu nên là các cái vấn đề của khó ngoại cũng là một cái thước đo để em theo dõi thị trường nó cái biến động như là trong những cái phiên sắp tới À, trong tức là trong giai đoạn về sau, khi mà thị trường nó phục hồi á, thì chúng ta cũng sẽ xem cái lực mua và lực bán của khối ngoại như thế nào bởi vì khối ngoại thì anh chị luôn là nó nó vẫn có trai điên tay cộng đó, nó vẫn có mua mua bán bán liên tục như vậy chứ không phải là nó chứ không phải là nó mua xong rồi nó không bán đâu ok ha đó, thì đó là một số góc nhìn quan về khối ngoại và tự doanh trong tuần này thì hôm bữa thì trong cái buổi video ngày hôm bữa anh chị nhớ là trong cái buổi video ngày thứ năm không ngày thứ năm tức là vào cái này này thì em có nói với chị là khi mà thị trường trong cái vùng này á là anh chị theo dõi thật là kỹ thứ tư á cái phiên này á là em có nói gì là thị trường trong hai phiên cuối tuần thì nếu mà có ngoại và tự danh mua thì thị trường nó có thể là có cái lực đỡ quanh cái mốc là 1080 đến cái vùng 100 bởi vì đây là một cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng của thị trường thứ nhất nó là một cái vùng hỗ trợ về có con số chặn à, cái mốc 1100 là cái con số chặn cái thứ hai là nó có hai cái vùng gáp này à, thứ nhất là cái gáp là 11 1100 này như vậy là quanh tầm khoảng là 1195 à, 1095 và thứ hai là quanh cái mốc là tầm khoảng 1080 thì chị thấy là hôm bữa thì khi mà em nói là thị trường khả năng cao và là nó tiện đường công tác thì nó quay trở về lắp lại cái gáp này À, thì thị trường thì ngày thứ sáu thì nó quay về lắp lại gáp này rất là đẹp. À, thì đó là cái điểm tích cực của thị trường trong tuần này về cái mặt dòng tiền à, khối ngoại cũng là về tự doanh rồi rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn qua về cái mặt vận động của cái phiên ngày thứ sáu một chút xíu à, thì nếu chị nào xem cái buổi livestream của em trong cái buổi video ngày thứ sáu xin về cái buổi livestream ở phiên chiều á là em có nói cái để một cái tiêu đề là hồi phục hay hồi kết á thì trong cái buổi livestream này thì cũng đã hướng dẫn chị là một số các đại điểm của một cái phiên phục hồi là như nào tức là mình nói cái phiên phục hồi trước nha còn nó phục hồi mạnh hay phục hồi yếu thì nó là cái chuyện ở của thị trường nhưng mà các cái điểm gọi là cái đặc điểm của thị trường ở một cái phiên phục hồi á thì trong cái buổi livestream buổi chiều ngày thứ sáu thì em đã hướng dẫn với chị rất là kỹ trong phiên á tầm khoảng một rưỡi đến 2 giờ là em nói với chị là thị trường khả năng cao là cố phiên là thị trường nó sẽ phục hồi mà còn phục hồi ít phục nhiều thì cố phiên thì nó kéo đa phần nhiều những cái mặt cổ phiếu nó kéo tầm khoảng hai giờ hai mươi hai giờ hai thì nó bật lên đó, nhưng mà tầm khoảng là một rưỡi đến 2 giờ là cũng đã nhìn thấy rồi đó, thì vậy thì cái vận động của thị trường ngày thứ sáu thì chị thấy là thị trường nó đạp đây này về cái mặt vận động chúng ta nhìn qua về cái mặt kỹ hơn chút xíu ha là thị trường nó đạp rất là mạnh nó bù sáng đó, và anh chị thấy là cái nhịp giảm lúc mà cái nhịp mà thị trường nó đạp mạnh nhất là tầm khoảng cuối sáng. thì cái nhịp này là một cái nhịp rất là quan trọng nếu anh chị nào để ý kể những cái phiên mà những cái phiên hồi kỹ thuật á thì nếu anh chị nào để ý kể những cái phiên hồi kỹ thuật nha buổi sáng lúc nào thị trường nó cũng phải đạp đó, anh chị nào đã từng những đã đã từng học những cái khóa học cơ bản của em hay là anh chị nào hay xem video của em á em cũng hay có hay làm á thì em có nói là thị trường lúc nào cũng sẽ có cái tức là ở buổi sáng vậy là thị trường lúc nào cũng nó cũng sẽ ảm đạm và cái khung tầm khoảng là 10 giờ rưỡi đến tầm khoảng 11 giờ thị trường nó phải có một cái sự nó phải có một cái sự biến động. Đó, thì nếu mà thị trường nó tốt thì anh chị nào có xem cái buổi livestream của em buổi sáng ngày thứ sáu không? Buổi sáng ngày thứ sáu cái làm lúc mà tầm khoảng là 10 giờ 10 rưỡi á thì em nói gì là thị trường nó nên đạp. Bởi vì cái cái nhịp đạp này thì nó sẽ tạo ra một cái sự dao động của thị trường. Thì nó sẽ làm cho thị trường nó bị đạp xuống và nó sẽ có một cái cú hích lên ở buổi chiều. Đó thì thị trường chị thấy là thị trường đạp xuống và nó, nó bật tăng rất là tốt vào buổi chiều thì cái nhịp mà thì cái 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 nhóm ngành nhận giác của thị trường vào buổi chiều á xin lỗi chị vào cái phiên ngày thứ sáu á thì nó là nhóm ngành bóng sản. tức là mặc dù anh chị thấy là ngày thứ sáu đúng không là những cái mảng cổ phiếu chứng khoán nó có, vẫn có nhiều những cái mảng cổ phiếu nó tăng trọt. nhưng mà cái bản chất cái dòng mà nó làm cho thị trường nó phục hồi được ngày thứ sáu á nó là dòng bóng sản. ví dụ anh chị thấy là bóng sản ngày thứ sáu là có gì có dg xanh em nói là buổi sáng ngày thứ sáu nha là dg nó đã xanh rồi hay là đất xanh nó đã xanh rồi Novaland này hdc này hay là co thì buổi sáng nó đã xanh rồi thì khi mà một buổi sáng mà có nhiều những cái mảng cổ phiếu bóng sản nó giữ tâm lý đó thì buổi chiều khi mà những cái mảng cổ phiếu bóng sẵn nó bắt đầu nó tăng lên lại và anh chị để một đặc điểm nha đặc điểm cái buổi ngày thứ sáu là gì là dòng chứng dòng chứng anh chị nhớ cái phiên ngày thứ năm không là ngày thứ năm á lúc mà tầm khoảng em like trong phiên á lúc mà tầm khoảng làm hai giờ á là dòng chứng khoán không có con nào xanh dòng chứng khoán nó không có con nào xanh nhưng mà trong cái buổi ngày thứ sáu hai giờ dòng chứng khoán nó xanh hết thì em nói chỉ là buổi chiều khả năng thị trường nó phục hồi quanh tầm khoảng là một một năm là thị trường đúng ngay là nó đóng cửa nó quanh một cái phiên ATC thì nó mở gáp tầm khoảng hai ba điểm nhưng mà cái bảng chắc là trước ATC nó quanh một đó. thì cái điểm cộng của thị trường tức là cái điểm cộng của cái dòng chứng khoán ngày thứ sáu là gì bởi vì sao chị lưu ý là ở những cái phiên mà hồi ấy, em hay nhìn dòng chứng khoán và dòng bất sản bởi vì nó là thứ nhất là nó là hai dòng lớn cái thứ hai nó là hai dòng nhảy nhảy nghĩa là sao nhảy nhảy tức là nó có tính nó có một cái tính đàn hồi cao cái thứ ba là gì cái thứ ba là nó có tính bay đà nhiều chị chưa hiểu cái tính đà đàn nha tức là nó bày đà tức là nó có nhiều cổ phiếu và nó có nhiều cái cổ phiếu nó nó có thanh khoản cao và nó có tính bài đàn tức là nó kéo này kéo luôn và nó đạp đạp luôn đó thì anh chị thấy là buổi sáng là giống bóng sẵn là có nhiều cổ phiếu xanh và một cái điểm là em nghĩ là cái một cái điểm mà giữ được những cái mà cổ phiếu chứng khoán trong ngày thứ sáu đó là thằng HCM nếu anh chị nào theo dõi kỹ ngày thứ sáu là thằng HCM buổi sáng nó đã xanh rồi và trong phiên HCM nó cứ một một phẩy năm một một phần buổi chiều nó tăng hai ba thì cuối phiên HCM nó trần trước và nó kéo những cái mà cổ phiếu chứng khoán nó nó kéo theo đó, thì đó là em điểm lại cái vận động của cái phiên ngày thứ sáu để anh chị nhìn để sau này khi mà anh chị nhìn những cái phiên mà những cái phiên mà thị trường nó phục hồi á, thì anh chị sẽ có những cái kinh nghiệm à, còn phục hồi ít hay phục hồi nhiều thì, thì, phải để cuối phiên mà mới biết nhưng mà khi mà chị nhìn trong phiên á, thì anh chị sẽ thấy là một số các điểm thị trường nó phục hồi như vậy rồi à, thì để đánh giá cái phiên nhật ngày thứ sáu là như nào đầu tiên á, cái phiên ngày thứ sáu là thị trường nó đóng cửa lắp lại cái phiên nhật ngày thứ năm mà nhiều anh chị hỏi là nhiều anh chị hỏi đạt ơi cái ngày thứ sáu thì em, em, thị trường nó phục hồi như vậy mà thanh khoản nó có nó sao nó không cao em thì với cái góc nhìn của em nha ở một cái phiên hồi kỹ thuật á, thanh khoản nó không có quan trọng vậy mà em, em có hay dùng một cái từ với chị là gọi là cái độ đàn hồi gọi em họ gọi là cái lực hồi và cái độ nảy tức là sao tức là so với cái phiên ngày hôm trước thì thị trường cái phiên hội thuật so với cái phiên ngày hôm trước cái biên độ như thế nó như thế nào thì em hay dùng với cái biên độ là 2 phần ba trở lên so với cái phiên ngày hôm trước hoặc là tốt nhất là lắp luôn cũng được nã và nhiều anh chị gọi là gọi là cái cặp gì gọi là cái cặp uh, gọi là cái cặp uh, bao phủ gọi là một cái cặp đảo chiều tức là ngày thứ năm ngày thứ sáu cái, cái ngày thứ cái ngày thứ sáu nó lắp lại cái ngày thứ năm gọi là ôm ngày thứ năm luôn À, nhiều gì hay gọi vậy à, nhưng, mà em hay dùng là gọi là cái cái lực hồi của thị trường thì cái phiên ngày thứ sáu là một cái phiên hồi kỹ thuật rất là tốt nó đạt đủ điều kiện ở một cái phiên hồi kỹ thuật về mặt biên độ về mặt dòng tiền và về mặt cái cái sự lan tỏa ở nhiều các cái nhóm cổ phiếu ngày thứ sáu tầm khoảng ngày thứ sáu có tầm khoảng là 400 cổ phiếu tăng thì đó là một cái phiên phổ rất là tốt à, và một cái đặc điểm quan trọng là có nhiều những cái mã cổ phiếu bóng sản và chứng khoán nó hồi phục và nó hồi phục mạnh bởi vì hai cái nhóm này là hai cái nhóm nó nó hai lên hai cái nhóm lớn và nó có một sự gọi là nó có một sự tính đầu cơ cao và nó có một tính bài đàn ca Ok. Rồi, right. vậy thì sau cái phiên ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ cần cái lưu lưu cái điểm gì? Đầu tiên á, anh chị lưu là ở trong một cái vùng đáy của thị trường á là thị trường nó không bao giờ tạo đáy trong một phiên. Ví dụ như khi mà anh chị thấy là ờ à, thị trường khi mà thị trường nó giật lên cái à, là ngày thứ sáu anh chị hỏi ơi, đã ơi, thị trường nó có lỡ mình có lỡ sống không em? à, đã thôi. chị chưa mua cổ phiếu ngày hôm nay thứ hai thứ hai chị có mua được không em tức là chị nói chung là anh chị cứ sợ là thị trường nó chạy nó chạy thị trường tức là thị trường nó giảm 4 phiên đúng không thị trường nó giảm 4 phiên mà nó tăng một cây là nói chung là chị quên hết 4 phiên này <laughs> đó, em thấy là cái nhiều như vậy thì anh chị là ở một cái vùng đáy của thị trường thì thị trường nó sẽ luôn có ba bước thứ nhất là hồi kỹ thuật thứ hai là cân bằng và thứ ba là gì xác nhận đi lên nhiều anh chị hay gọi là bùng nổ theo đà nhưng mà em thấy là nhiều anh chị nhìn hay hay nhìn bùng nổ theo đà thì anh chị hay hay phó phó mặt cái phiên bùng nổ theo đà thì khối lượng nó phải đột biến nhưng mà em thì những cái những cái tức là những cái những cái giai đoạn vừa rồi thì em hay dùng từ xác nhận đi lên cho nó dễ để tức bởi vì nhiều lúc nghe bùng nổ bùng nổ thì anh chị phải nói ở ờ, cái nhịp bùng nổ thì thị trường thanh khoản nó phải cao nhưng mà không phải lúc nào của thị trường thanh khoản chắc chắn đi lên là phải cao vậy ví dụ cái phiên này chị thấy là thanh khoản của thị trường nó đâu có cao đâu mà nó vẫn lên bình thường đây này hồ kỹ thuật này cân bằng này xác nhận này anh chị em hay là ví dụ như này hội thuật này cân bằng này, xác nhận này thì cái phiên cái phiên này thanh khoản cao nhưng mà nhưng mà cái thanh khoản cao hay thanh khoản thấp thì đấy là không có quan trọng lắm thì mình gọi là tức là thanh khoản cao thì nó càng tốt nhưng mà thanh khoản không cao thì mình vẫn có thể chấp nhận được anh chị em ví dụ như là, hay là rơi này hội thuật này cân bằng đi lên này thì chỉ thấy cái phiên này cái thanh khoản nó có cao đâu không có cao này hay là những cái phiên như này đã ví dụ như hồi kỹ thuật này đây hồi thuật này cân bằng này và bùng nổ này thì chỉ cái, cái, thanh khoản mà cái phiên xác nhận đi lên đó, em gọi là xác nhận đi bùng nổ thời đại chị nhìn chị gọi bùng nổ thời đại cũng được nhưng mà gọi là xác nhận đi là như thế thanh khoản của thị trường đâu có cao đâu tức là nó không có cao dạng đột biến nhiều anh chị nói là dạng cái volume nó phải cực khủng rồi gấp 2, gấp 3 volume trung bình biển trung bình này là không có không có còn quá quan trọng tức là nó cao thì ok nó cao so với những cái phiên trong vùng cân bằng là ok là được rồi đó, thì đó là một cái quá trình gọi là cái một cái quá trình hình thành đáy của thị trường đó, thì đó là một cái quá trình cơ bản đã thì hiện tại là thị trường đã có một cái phiên hội kỹ thuật rồi. Thì trong tuần sau thì thị trường nó sẽ hình thành một cái vùng cân bằng. Thì một cái vùng cân bằng của thị trường á, thì thông thường nó sẽ diễn ra trong vòng từ 4 đến 7 phiên. 4 đến 7 phiên trước khi mà nó có một cái phiên xác nhận. Anh à, ha, thì thông thường một cái vùng cân bằng của thị trường như thế nào? Ôn lại bài xíu anh chị ha. Thì thông thường một cái vùng cân bằng của thị trường á, nó sẽ có hai đặc điểm. Một á là nó sẽ test đáy. Tức là như này ví dụ nó có thể là test. À ví dụ có thể là test hai đáy. Như này còn đáy sâu thấp hơn hay là cao hơn đáy trước từ từ mình đến tiếp nhưng mà sẽ có test đáy hoặc là có nhiều như có nhiều phơm thì nó sẽ test lại ba lần ví dụ test lại một ví dụ đáy sau thấp hơn đáy trước là như này hoặc là đáy sau cao đáy trước là như này hoặc là ví dụ nhà test lại hai lần ba lần gì đó đó, thì đó gọi là test đáy tức là sao tức là nó sẽ tạo ra một sự đàn hồi tức là nó 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 buông lên rồi nó rũ xuống nó buông lên rổ xuống rồi sau đó xác nhận đi lên đó là cái dạng kêu là, là cái phơm đầu tiên em gọi là cái phơm test đáy cái phơm thứ hai nó sẽ rất là khó chịu hơn đó, đó là cái phơm đi ngang đi ngang nghĩa là như nào đi ngang tức là thị trường nó chỉ đi ngang trong một cái biên thôi ví dụ như này đây này này anh em ví dụ như thế là thị trường nó, 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 rơi không nó không có coi giật mà nó chỉ đi ngang là một biên thôi đó anh em đi ngang không hay là thị trường nó rơi này đây thị trường nó rơi nó chỉ đi ngang trong một cái biên thôi nè hay là thị trường nó rơi này như không thị trường nó đi nó chỉ đi ngang trong một cái biên thôi tức là thị trường nó không có tạo ra một sự đàng hồi quá lớn ví dụ như này đàng hồi này tức là thị trường nó rơi này nó co lên rồi nó giật xuống nó hồi lên anh em tức là nó sẽ tạo ra một cái sự một cái độ nảy nhất định trong một cái vùng đáy của thị trường hay là ví dụ như này rơi này co lên nè giật xuống này co lên nè giật xuống này sắc lên nhận đi lên này à, hay là ví dụ như rơi này co lên này rũ này xác nhận lên này anh à, hiểu không đó thì đó là cái dạng test đấy test đấy thì cái sự đàn ngồi của thị trường nó sẽ lớn hơn hay ví dụ như này đó ví dụ rơi này hồi lên này rũ lại này lên này đó, à, à. hay là những cái vùng như thế này như vậy rơi này như không thì anh chị thấy thị trường nó buông lên không ví dụ những cái những cái gì mà thị trường đi ngang á nó sẽ nó giữ đi ngang như thế này thì em gọi là cái vùng đi ngang gọi là cái vùng cân bằng dạng đi ngang cái cùng cái vùng cân bằng mà dạng tết đáy thì nó sẽ buôn lên một nhịp tức là nó sẽ rũ lên nó tạo cái sự đàn hồi ra rổ xuống sau đó đi lên đó thì đó là hai cái phơm chính của một cái vùng cân bằng của thị trường đó, thì trong tuần sau thì anh chị theo dõi thị trường trong tuần sau thì trường nó sẽ có một cái phơm như nào một á, là ra là tạo ra một cái tết đáy nhiều chị hỏi là em thích tết đáy hơn hay là em thích đi ngang hơn thì thật sự với anh chị là em thích cái dạng tết đáy hơn bởi vì sao bởi vì khi mà thị trường mà nó rơi nó giữ giá đi ngang á, nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì rơi nó giữ giá đi ngang thì nó gì nó nó thể hiện cái lực cầu á nó không có đủ mạnh thì khi mà thị trường nó rơi nó tức là khi mà thị trường nó rơi mà nó giữ giá đi ngang thì nó sẽ luôn tiền mở một cái rủ ra lì gì là nó đi ngang tạo cái điểm mua giá rẻ tức là nó tạo điểm mua ví dụ như ví dụ ví dụ sau cây nghèo đây là nhà tư muốn mua này à, nhưng mà trong tuần sau là nó nó quay về đỏ tiếp Đỏ tiếp là nó là ờ thứ thứ sáu không mua được bây giờ giữ giá đỏ mình mua thì tức là nó sẽ tạo cho nhà tư một cái gì một cái một cái một cái, cái 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 hành động là muốn mua Nè em sẽ phân tích với anh chị là vì sao bên lại những cái vùng đấy mà thị trường nó coi giật á nó sẽ tốt hơn những cái vùng đấy đi ngang em nói là tốt hơn thôi nha chứ không phải là những cái vùng đấy đi ngang nó không thể tạo đấy em ví dụ như là thị trường á nó hồi cây này em anh, anh chị đặt cái tâm lý mình nha ví dụ thị trường anh nó hồi kỹ thuật vào cây này thì cái tâm lý khi mà anh chị nhào tư anh chị nhìn thấy cây này á là anh chị muốn mua hay là muốn bán là anh chị muốn mua ví dụ anh anh chị cầm tiền là chị hỏi thì, ví dụ như là bữa qua giờ nhiều rất nhiều chị khách hàng của em đặt ơi mua con chị em đã, hay là rất nhiều anh chị hỏi là ờ, sau cái ngày thứ sáu là anh chị thấy là ờ, là thị trường đảo chiều là rất nhiều các cái lô nó sẽ nói là ờ, thị trường tốt rồi thì khi mà anh chị muốn mua thì thị trường nó 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 buông như lên như này anh chị dám mua không không dám mua tức là gì tức là nó sẽ không có tạo một cái vùng mà nhà đầu tư người ta sẽ mua liên tục tức là nó tạo một sự co giật ví dụ thị trường nó nó buôn lên cái thì nhà đầu tư người ta chờ chỉnh để mua mà bởi vì lúc nào người ta cũng phải chờ chỉnh giá đỏ để mua anh chị thấy không thì khi mà thị trường nó rướng lên cái đó, nó rướng lên cái và nó giữ giá cái mức nào thì nhà, những nhà đầu tư người ta muốn mua sau cái này người ta không dám mua lại người ta không dám mua lại đó, thì nó sẽ thì khi mà sau nó rủ một tức là khi mà nó neo và nó rủ một phát á, thì nó sẽ tạo ra một sự dao động liên tục đó, thì sau này khi mà thị trường đi lên á, nó sẽ có cái tính bỏ rơi nhiều hơn đó, nhưng mà khi mà thị trường mà nó giữ giá đi ngang á, thì nó vẫn sẽ có những cái trường hợp như thế này này tức là sao tức là khi mà thị trường nó có những cái phiên hồi đi tức là có những cái phiên hồi như này sau đó nó giữ lại giá đỏ thì sau cây hồi nhà đầu tư muốn mua thì sau đó là giữ giữ lại giá đó như này thì nhà đầu tư họ thấy là giá ví dụ cây này mua được mua lại cây này tức là giữ lại giá đó thì sau đó thị trường nó vẫn có khả năng rơi một cái nhịp sau nữa thì với những cái trường hợp mà thị trường mà nó có tức là nếu với những trường hợp á, mà thị trường mà nó giữ giá đi ngang á, thì em nghĩ là anh chị có thể chờ cái phiên xác nhận để anh chị mua còn trong trường hợp mà thị trường nó test lại hai đáy á, thì ở cái đáy hai mà vol thấp anh chị đã có thể mua rồi anh chị hình dung không tức là như thế này, này tức là vì sao lại khi mà thị trường nó test đáy này em ví dụ như khi mà thị trường đang test đáy như này mà thị trường nó buông lên đó sau đó nó rủ lại vuông thấp thì anh chị nào chấp nhận rũ ra đó thì khi mà thị trường nó rủ là cái nhịp thứ hai mà cái vô nó thấp đó, thì anh chị có thể tìm những cái điểm mua sớm ở cái nhịp rũ vuông thấp là được rồi nhưng mà khi mà thị trường mà nó giữ giá cái vùng đi ngang á thì cái điểm mà anh chị mua sớm á nó sẽ luôn tìm mẫu cái rũ ra là gì là thị trường nó có thể rơi một cái nhịp mà thì khi mà thị trường nó giữ giá đi ngang thì anh chị nên chờ thị trường nó nó hướng đi lên thì anh chị mua nó sẽ ok hơn mà còn thị trường nó test đáy thì anh chị cái nhịp test lại thứ hai mà cái vô nó thấp mà các cái mà có phướng nó cái điểm mua thì anh chị có thể theo dõi anh chị mua rồi đó, thì em phân tích cái vùng đáy của thị trường để anh chị hiểu thì khả năng cao á khả năng cao thì thứ hai thứ ba thì chúng nó sẽ buôn lên lại em kỳ vọng thứ hai thứ ba là thì chúng nó sẽ buôn là buôn lên cái nhịp đầu tiên thứ hai thứ ba đó rồi tầm khoảng thứ tư thứ năm thứ sáu là thì chúng nó rủ lại đó, rồi tầm khoảng tuần kia tuần kia là thì chúng nó sẽ có một cái nhịp xác nhận đi lên để nó tạo những cái vùng đáy chẳng hạn có thể là như vậy em nghĩ là trong tuần sau là thì chúng nó sẽ chưa có đấy đâu bởi vì một cái vùng cân bằng á, nó phải tầm khoảng là bốn đến bảy phiên em nói là vùng cân bằng nha bốn bảy phiên thì một tuần nó chỉ có năm phiên thôi một tuần năm phiên thì tuần sau tạo vùng cân bằng tuần kia xác nhận đi lên điểm nhất nhưng mà là trong tuần sau trong tuần sau khi mà thị trường nó tạo những cái vùng cân bằng á, thì sẽ có một số những cái mặt cổ phiếu nó có thể tạo đấy trước thì lát nữa thì em sẽ review một số những cái mặt cổ phiếu tiềm năng cho mọi người nhưng mà với tinh thần là như vậy tức là nếu mà thị trường mà nó giữ những cái vùng đi ngang thì có thể là chờ một cái nhịp sát hướng đi lên để mình mua tức là nếu mà thị trường nó giữ giá đi ngang luôn á thì chị nên chờ thị trường nó bứt lên một phát để chị theo dõi chị mua cái thứ hai là nếu mà thị trường mà nó mà nó, nó mà nó tạo được hai đáy thì cái nhịp tết lại đáy thứ hai á mà cái vô nó thấp thì chị có thể chờ tức là chị có thể tìm những điểm mua sớm chị mua rồi đó và sau đó anh chị mua những cái điểm xác nhận đi lên tức là mà sẽ có những điểm mua sớm mình mua sớm hơn một chút xíu cũng được ok là đã cái góc nhìn của thị trường rồi cái thứ hai á đó là đã đã làm chia sẻ với anh chị là cái quá trình tạo đáy của thị trường nó sẽ như thế nào cái thứ hai á thì em sẽ nói với anh chị là cái góc nhìn của thị trường nếu mà thị trường nó tạo đáy trong cái nhịp sắp tới nó sẽ như thế nào thì với góc nhìn của em thì sắp tới khi mà thị trường nó tạo đáy xong nó vẫn là sóng hồi và sẵn vẫn là sợ vẫn sẽ là sóng sai quay trong một cái biên độ chứ không thể tạo ra một sóng trên mạnh được lý do vì sao thì trong những cái video tầm khoảng hai mà hai tuần trước rồi hai tuần trước em đã chia sẻ với chị rồi vẫn qua niệm cũ à vẫn qua niệm cũ đó thì hôm bữa thì em đã chia sẻ rồi thì bây giờ thì em học em không nói lại đó, thì nếu mà thị trường nó tạo lấy quanh vùng này thì 80 đến 90 phần trăm cổ phiếu trên thị trường nó vẫn sẽ là sóng hồi và sóng sai quay đã, còn khi nào mà thị trường nó tạo ra được sóng trên á thì em sẽ cập nhật với mọi người sau đó còn sâu ví dụ như thị trường nó tạo đáy qua cái vùng này qua cái vùng này này và thị trường đi lên thì anh chỉ có thể là à, ăn một cái nhịp hồi ngắn hoặc là ăn trong một cái size trong một cái biên độ ngắn đã để em nói tức là để em tức là để em nói tinh thần như vậy anh chị luôn để ví dụ như sau này mà thị trường nó có tạo để đi lên á nhiều anh chị hỏi hỏi em là đã ơi sau cái nhịp này nó ngắn như em <laughs> ok ha thì anh chị nắm tinh thần như vậy thì với cái tinh thần á mà thị trường mà nó nhịp sắp tới tức em nói là nhịp sắp tới trước đây nha còn sau này mà thị trường nó tạo ra một cái sóng hồi thì em sẽ nói với chị sau thì cái nhịp sắp tới tức là trong tầm khoảng một tháng tới thì trong cái nhịp hồi và tức là mình nắm rằng là thị trường nó sẽ tạo ra một cái nhịp hồi và thị trường nó tạo ra một cái vùng sai quay thì tinh thần tinh thần mình vẫn là như cũ cái thứ nhất á là anh chị dùng vốn anh chị dùng vốn ít thôi bởi vì anh chị luôn là khi mà chị đánh trên á anh chị mới dùng vốn nhiều còn khi mà chị đánh trong một cái nhịp hồi mà chị đánh ngắn và trong đánh xe quay đó, thì chị dùng, dùng vốn ít thôi ít là như nào ít ví dụ như bình thường ấy ví dụ trong những giai đoạn như này anh chỉ đánh uh, tẩy thì trong cái vùng xoay á anh chỉ đánh tầm khoảng 500 đến 700 triệu là cục. Ok, nếu anh chị nào có giao dịch. Cái thứ hai á, là nhiều anh giỏi đã ơi, ví dụ như thị trường mà nó khó quá, thị trường mà nó nó giao dịch mà cái biên nó ngắn quá hay là thị trường cái sóng nó không mạnh, anh đứng ngoài được không em, được. Ví dụ như có nhiều có nhiều anh khách hàng trong room em á, có nhiều anh hồi giờ anh chị đánh trên đó. Tức là đánh chị đánh sống theo trên nè Lúc nào không có, ví dụ như là sóng ngắn là anh không có đánh. Chị đánh sóng trên mạnh và trong thị trường nó mạnh không có đánh sai qua không đánh ngã thì nhiều anh hỏi em là nhiệm này anh nghĩ được hay không em nói được luôn bởi vì bởi vì anh chị luôn là cái thời điểm mà cho để tạo ra thị trường nó tạo ra sóng trên và tạo ra một cái nhịp trên mạnh trong cái nhịp sắp tới thì chưa là em nói rõ quan điểm như vậy để anh chị có một cái góc nhìn để anh chị tức là tức là anh chị có một cái góc nhìn để anh chị chuẩn bị trước để sau này khi mà chị giao dịch đó, anh chị không có bị ngợp anh chị không có bị bỡ ngỡ nó à, sao thị trường nó hồi ít hay là sao thị trường nó tạo đấy mà thị trường nó hồi được nhiêu anh chị đúng không Nói thì em nói rõ cái góc như vậy thứ nhất là gì là anh chị nào không đánh ngắn được không đánh hồi được thì đúng rồi à, hoặc có thì đánh ít cái thứ hai là nếu anh chị nào có đánh ngắn thì dùng một cái dùng số vốn là gì 50 đến 70 phần NEV so với tổng vốn của mình còn 30 còn lại thì có thể là giữ giữ đó để đề phòng rồi đó là vấn đề về về cái tinh thần là sống hồi là sống sai quay cái thứ hai á, là khi mà anh chị đánh sống hồi á, thì anh chị lưu ý là anh chị mua từ từ thôi tức là anh chị mua chạm và bán ngay. Tức là khi mà chị mua thì anh chị đừng có sợ bỏ lỡ câu hỏi. Lúc nào cũng sẽ có cái cổ phiếu chị mua và anh chị lưu là khi mà chị đánh sóng hồi cái tâm thế lúc nào anh chị cũng phải chạy nha. Anh chị lúc nào anh chị cũng phải chạy. Tức là có lãi là bán. Nhưng mà nếu mà cái mà cổ phiếu có biến là phải chạy. Đừng cái để cho cái mà cổ phiếu nó lộ quá xong. Em ví dụ như là cái mà cổ phiếu như thằng gì thằng AGR đi. Tức là khi mà chị đánh ngắn, tức là khi mà có những cái vùng đánh ngắn như này thì chị có thể đánh một cái gì hồi phải lại trên này. Nhưng nếu anh chị mua trong những cái vùng phía trên mà cái mà cổ phiếu nó có biến là chị phải chạy ngay. Chứ không là chị ăn đòn này. Anh chị, anh chị ăn đòn liền không? Hay là gì? Hay là với cái mặt cổ phiếu gì? VCG. Ví dụ anh chị mua những cái vùng điểm đó đấy nhà và khi đi lên thì anh chị có thể chốt. À, hay là gì? Hay là anh chị mua trong cái vùng này khi mà cái mặt cổ phiếu có biến là chị phải chạy liền chứ không là chị dính cái gì này liền. Anh chị hiểu không? Hay là với cái mã cổ phiếu gì? GVR. Nó cũng tăng ở dưới lên tầm khoảng là 12 13%. Thì khi mà ví dụ anh chị mua những anh chị có lên này vùng kháng cự anh chị chốt thì chốt anh chị phải chốt nhanh. Đó, chứ không thì chứ không nó rộn phát là chị về mò liền tức là gì tức là cái khả năng xử lý và cái, cái 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 gọi là cái cái khả năng ra quyết định của anh chị trong một cái quá trình mà chị đánh trên á nó phải nhanh anh chị hình dung không trước anh ví dụ như là tức là trong cái quá trình mà chị đánh ngắn và chị đánh xin lỗi chị trong quá trình mà chị đánh ngắn và chị đánh sống hồi á tức là trong cái quá trình đánh nghe đó hoặc là trong cái quá trình đánh trên đó thì khi đó thị trường nó mạnh thì khi mà thị trường nó mạnh thì anh chị xử lý chậm một hai phiên á thì nó cũng không có vấn đề gì nhưng mà khi mà anh chị lưu ý là trong một thị trường mà đánh ngắn mà khi mà thị trường nó sập đó, anh chị thấy thị trường nó sập cân không anh chị nhìn này đây, kể từ cây này nè là 1 2 3 4 nhiều cái cổ phiếu nó giảm 20% trong 4 phiên. Thì em nói chỉ là nếu anh chị nào không xử lý được thì là anh chị kẹp 20% liền. Ví dụ như hôm bữa anh chị thấy DG đất xanh sale rồi các cái mặt cổ phiếu như AGR hay là CT đó. Đó thì đó là cái khó của thị trường trong thị trường trống hơn trong thị trường sống hồi và trong sống xoay quay. Đó nên là anh chị mua chậm và bán nhanh, không có còn sợ bỏ lỡ cơ hội. Ví dụ là không có mua con này mua con khác, không mua dòng này thì mua dòng khác. Cái thứ hai là khi mà chị bán là chị phải bán cho nhanh ví dụ anh chị nào có công việc hay anh chị công việc bận á, thì anh chị luôn anh chị sẽ rất là khó để phù hợp trong những thị trường nó như thế này rất là khó. Anh chị không cân bản được á, hoặc là ví dụ anh chị nào dùng thì anh chị dùng vốn ít thôi. quý vị nào đi vốn lớn, á. đi vốn lớn thì chị nên đóng đánh thị trường này nó rất là khó. Ở thì chia sẻ với anh chị một cái góc nhìn như vậy. đã mình vẫn cái tinh thần cũ giống như cái nhịp này, tức là cái tinh thần nhịp này nó vẫn giống như nhịp này nha mọi người. Cái tinh thần của cái của cái nhịp sắp tới nó vẫn sẽ giống như này. Tức là gì? Đánh ngắn, đánh điểm nổ, đánh xong hồi đến đánh điểm tết nổ lên là bán. Đã, và xử lý nhanh linh hoạt dòng vốn luôn linh hoạt giữa cổ phiếu và tiền mặt ok đó thì đó là nói góc nhìn chung định hướng chung cho anh chị là trong cái sóng sắp tới tức là gì tức là là trộm vía thì trường nó tạo được đánh tức là nó tạo được đáy quanh cái vùng này còn nó gãy thôi <laughs> gãy bỏ nhưng mà nếu mà thị trường nó tạo được đáy quanh vùng này thì cái tinh thần của mình vẫn là như cũ ok ha đánh xong hồi đánh xong say qua đánh điện ngắn đánh điện nổ mua chậm bán nhanh nổ lên là bán ok có biến thì chạy có biến thì cắt lỗ có biến thì chạy bán ok đó thì đó là cái góc nhìn của anh chị uh, của, của chúng ta cho cái gì sắp tới mà em muốn phổ biến với mọi người tức là sao tức là chị luôn là ở mỗi thời điểm á thì tức là em sẽ phổ biến chị là với cái tinh thần của thị trường ở một cái một cái góc nhìn khác nhau chứ không phải lúc nào thị trường cái sống nó cũng mạnh như vậy ví dụ trong cái nhịp này ở anh chị luôn ví dụ trong cái trend này em nói gì là nắm giữ là nắm giữ thị trường chỉnh là lên thị trường chỉnh là lên hay là thị trường chỉnh là lên nó chỉnh là lên nhưng mà sao nhưng mà cái nhịp này em nói với chị nè anh chị nào mà chỉ cần bán tạm hai ba ngày thôi là lãi là về mo lãi là lỗ ngược hoặc là mua là lỗ 20% trong một ba bốn ngày là bình thường hôm bữa anh chị anh, anh chị, hôm bữa anh chị nào nắm những cái mà cổ phiếu anh chị hiểu ba bốn ngày lỗ 10, 15, 20% là bình thường luôn thì đó là cái khó của thị trường trong một cái thị trường khó ở à, thì em muốn phổ biến với anh chị như vậy để làm gì để anh chị chuẩn bị sẵn tinh thần tức là cái tinh thần mình biết thị trường sống sắp tới nó sẽ như thế nào để anh chị đặt kỳ vọng cho nó đúng à, ví dụ cái sóng này mình sẽ nên dùng vốn bao nhiêu ví à, dụ ví dụ thằng đạt nó có cái góc nhìn như vậy ở à, sống sắp tới mình sẽ định hướng mình sẽ dùng vốn bao nhiêu rồi mình sẽ mua những cái mã cổ phiếu như thế nào rồi mình sẽ chuẩn bị mình bán cái mặt cổ phiếu nó tinh thần nó như nào nó sẽ khác. Anh chị nhau tức là mỗi thời điểm thì mình sẽ có những cái góc nhìn nó khác nhau. À, còn ví dụ như anh chị nghe thằng đạt nó góc nhìn như vậy và thị trường nó khó quá thì có thể đứng ngoài. Anh chị hình Tức là ví dụ như là em khi mà em đưa ra quan điểm á thì anh chị có thể nghe và anh chị có thể tham khảo. Và khi mà anh chị tham khảo và anh chị chắc lọc là à, anh chị đưa ra một cái góc nhìn riêng cho cái cá nhân của mình, tức là tham gia hoặc là có thể không tham gia. Anh nhau chứ không phải là em nói chỉ là chứ không phải là sống này nó khó thì hoặc là nói chỉ là sống này nó dễ đâu nó khó là nó khó, nó hồi là nó hồi, còn nó trên là nó trên. ví dụ sống mạnh sống theo trên thì nó sẽ sống mạnh sống ok. anh chị nào đánh theo trên thì có thể đánh được thì ok không sao. À, nhưng mà nếu mà nào sống hồi sống khó thì em vẫn sẽ chia sẻ quan điểm với mọi người. ok ha. em à, nói chung là tính em thì may nói thẳng như vậy. rồi thì đã cũng chia sẻ với anh chị định hướng rõ với anh chị trong những thứ tới. rồi à, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua về một số các cái nhóm các cái mã cổ phiếu đi ha. rồi thì hôm bữa thì em có nói với anh chị là khi mà thị trường trong một cái nhịp hồi á thì anh chị có nó sẽ có hai cái dạng cổ phiếu để anh chị nhìn Thứ nhất là những cái mặt cổ phiếu ở phía trên. Những cái mặt cổ phiếu ở phía trên là như nào để em lấy đơn giản như này nha. Đây, ví dụ như chúng ta lấy cái nhịp điều một cái nhịp giảm gần nhất của thị trường là quanh cái đoạn này đi. À, gọi là gọi là gì? Gọi là đỉnh nhịp hồi, là đỉnh nhịp hồi là quanh tầm khoảng là ngày 12 tháng 10 đến bây giờ. Thì nếu mà những cái mặt cổ phiếu từ điểm này này đến cái nhịp giảm vừa rồi á và trong sắp tới thị trường nó tạo đấy, những cái mặt cổ phiếu nào neo được ở vừa điểm phía trên thì nó sẽ là những cái mặt cổ phiếu ở kênh trên thì nó sẽ có hai dạng một là những cái mặt cổ phiếu ở kênh trên gọi là những cái mặt cổ phiếu giữ giá được hai là những cái mặt cổ phiếu rơi mạnh xuống và cân bằng hồi đi lên thì nó sẽ có hai dạng thì anh chỉ có thể lựa chọn hai dạng đó thì nếu mà anh chị nào ưu tiên về cái sự an toàn em nói là an toàn là an toàn tức là anh chị có thể là tức là giữ giá đi ngang của nó tăng nãy chứ không phải là anh chị lãi nhiều tức là nhiều lúc anh chị sắp tới gì mua bvd đi em ví dụ bvd là một cái mặt cổ phiếu kênh trên em ví dụ như là khi mà thị trường mà nó chỉnh hàng BVD quanh tầm giá tầm khoảng 28 .529. thì hiện tại khi mà thị trường nó giảm 4 cây thì BVD nó vẫn quanh vùng này thì tức thằng này là một cái mặt cổ phiếu ở kênh trên thì nếu mà sắp tới mà anh chị nào ưu tiên cái sự an toàn thì cứ chữ thì cứ nhìn những cái mặt cổ phiếu như BVD này mà đánh những cái mặt cổ phiếu nào cứ giữ giá cao sẽ tới thị trường anh chị lúc là sắp tới phải đợi thị trường nha không phải là mình mua liền mà sắp tới đợi thị trường nó ổn đúng cái thời điểm mà phần BVD là cái tạo ra điểm mua thì mua nó đã thiếu anh chị nhìn một số những cái mặt cổ phiếu nó giữ giá được phía trên này. ví dụ như BVD của nhóm anh à, à dầu khí hay là những cái mã cổ phiếu như IDC của nhóm mạnh khu công nghiệp tức là sao tức là như thế thì thị trường nó nhịp này à, thì khi mà thị trường nó giảm xuống thì cái mã cổ phiếu nó không có giảm nhiều lắm tức là nó nó vẫn giữ được cái vùng những cái vùng mà hỗ trợ nó và nó không có giảm nhiều tức là vẫn neo ở phía trên cả hay là một số những cái mã cổ phiếu khác cũng tương tự tức là những cái mã cổ phiếu mà có đặc điểm như vậy thì nó là những cái mã cổ phiếu ở kênh trên đó thì nếu mà chị nào ưu tiên sự an toàn thì cứ chỉ nhìn những cái mã cổ phiếu kênh trên như này nó hoặc là những cái mã cổ phiếu nó giữ giá tốt hơn những cái mã cổ phiếu còn lại ví dụ như dòng bóng sản thì có BDR này đó, BDR là một cái mặt cổ phiếu nó giữ giá tốt hơn những cái mặt cổ phiếu như DIG hay là SEL hay là những cái mặt cổ phiếu như Đắc Xanh. không? Thì nếu mà sắp tới mà chị nào ưu tiên cái sự an toàn thì chị cứ tìm những cái điểm mua của thằng của thằng BDR. thì đó là cái lựa chọn đầu tiên. Em em đang nói là cái đây, đây là cái góc nhìn và tư duy để mình chọn một cái cổ phiếu nha. Tức là chị chọn những cái mặt cổ phiếu như, à, giữ giá tốt nhất, giữ giá ở trên cao hoặc là gì hoặc là ví dụ như nó, nó cũng rơi nhưng mà mấy thằng khác nó rơi 10 ví dụ như DG nó rơi 10 hay là xem nó cũng rơi một thằng thằng BDR nó cũng rơi à, nhưng mà nó rơi có tầm khoảng 4 năm tức là nó cũng rơi nhưng mà nó rơi bốn năm thì nó là những cái mà cổ phiếu dặn dặn mạnh rất rơi ít à, thì nếu như nào ưu tiên cái sự an toàn thì những một trong một dòng khi mà chị chọn ngành á, thì chị phải chọn những cái mặt cổ phiếu này ví dụ như là khi mà chị chọn những mình khu công nghiệp thì anh chị sẽ chọn ngành chọn, chọn thành idc chứ anh chị không còn chọn thành kbc anh chị không, cũng không còn chọn thành thành bhr anh chị cũng không chọn thành thành gvr bởi vì những cái mà cổ phiếu là những cái mặt cổ phiếu ở phía dưới em đang nói ở đây là cái sự an toàn nha chưa nói đến vấn đề về lãi lộ. Nếu thị trường có sống, GVR, SSC, KBC nó có thể lãi hơn thằng IDC. Nhưng IDC nó sẽ đảm bảo được anh chị là à, khi mà thị trường nó có những cái nhịp rung lắc nhẹ. Em nói là rung lắc nhẹ nha. Tức là thị trường nó không có gãy mà nó có những cái nhịp rung lắc nhẹ trong phiên. Đó, thì IDC nó sẽ là một trong những cái mặt cổ phiếu nó tốt nhất. Nó giữ giá được ở phía trên cao. À, hay là cái mặt cổ phiếu như BVD. Ví dụ như sắp tới anh chị nào ưu tiên cái sự an toàn thì nên chọn BVD so với BVC hay là BV bởi vì hai cái mã cổ phiếu này là hai cái mã cổ phiếu ở phía dưới nhưng chưa chắc gì khi mà BVD đi lên nó lãi bằng BVC và BVB khi mà đi lên anh em em đang nói đây là sự an toàn. đã còn ví dụ như là khi mà chị nào chọn cái mức lãi á tức là khi mà chị chỉ nào chỉ quan tâm về cái mặt lợi nhuận thôi anh chị không có quan tâm ở thằng nào mạnh thằng nào yếu anh chị chỉ không quan tâm vào, ví dụ ta múc mày là mày lãi được bao nhiêu thì trong một dòng anh chị nào chọn cái con nào mà nó điên nhất cho em chọn cái con nào cái tính đầu cơ cao nhất cho em ví dụ như là nếu mà dòng chứng thì cứ theo dõi SCS chị để mua theo dõi BSI theo dõi AGR, theo dõi CTS, cứ tập trung những cái con mà nó như này tìm những điểm mua những cái con này. Hay là với bóng sản thì cứ tập trung đất xanh DIG CL. Hay là với lời ví dụ nhà đầu tư công thì cứ tập trung gì? là CG, KHB, FCN. À, hay là khu công nghiệp thì cứ tập trung gì? VGC. mà hay là gì? KBC, SSC tập trung vào những cái mặt cổ phiếu nhạy. À, thì nếu anh chị nào quan tâm những cái gì, những cái mặt về lợi nhuận tức là gì? là một cái mức lãi trong một cái biên độ nào đó khi mà cái mặt cổ phiếu nó chạy lên thì cứ tập trung những cái mặt cổ phiếu nó nhảy cho em tìm điểm mua tức là mình sẽ lọc những cái con mà như vậy tìm những điểm mua những cái con đó hay là ví dụ như dòng thép đi dòng thép thì cứ ho sen nam kim à, cứ ho sen nam kim mà đánh còn những con khác thì không lấy nhìn ho phát chậm bỏ nó có mạnh còn nào bạn anh nhìn thấy thì đó là cái 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 góc nhìn của thị trường khi mà chị chọn cổ phiếu trong cái nhịp tới em em đầu tiên thì em sẽ nói với chị là với cái tư duy mình chọn cổ phiếu như nào nếu anh chị nào ưu tiên cái sự an toàn cứ nhìn những cái cổ phiếu ở trên còn anh chị nào không quan tâm cái sự an toàn thì gì chọn những cái mà cổ phiếu nhẹ nhất lập ra cổ phiếu cái tốt những cái mà cổ phiếu nhảy của mỗi dòng đã thì sao thì sau này khi mà nó những cái mà cổ phiếu nó có điểm mua thì chỉ mua những cái mà cổ phiếu nó thôi đã nhưng mà anh chị lưu là khi mà chị đánh ngắn những cái mà cổ phiếu nó nhảy nó sẽ có hai nó sẽ có hai gì nó sẽ có hai đầu nó tăng nó cũng nhanh mà nó giảm, nó giảm nó giảm cũng ghê anh chị nhìn CTS nó giảm không giảm ghê không ghê mới sao không ghê hay là nhìn anh chị nhìn những cái mà cổ phiếu như AGL nó giảm không giảm kinh khủng đúng không nhưng mà chị thấy ra này, này nó tăng thì tăng ít nhưng mà nó giảm cũng không có nhiều cái dùng VND này nó tăng tăng một ít mà nó giảm cũng giảm, giảm không nhiều tức là giảm của mình được bình 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 đó thì đó là cái hai cái mặt mà chỉ khi mà chị lựa chọn ok ha rồi thì đó là cái mặt về tư duy gọi là tư duy về cái mặt về chọn cổ phiếu cái thứ hai á, khi mà chị mua thì chị nên chọn cái điểm mua của cái cổ phiếu nha thì sắp tới mà vẫn sẽ canh những cái điểm tết lại đấy ví dụ khi mà những cái mặt cổ phiếu nó rơi xuống này đây này ví dụ khi mà những cái mặt cổ phiếu nó rơi xuống này nó rơi xuống nó tết lại một này nó tết lại hai này tết lại ba lần này thì sau những điểm tết lại này tết lại này thì chỉ có thể canh gì lại À, hay là ví dụ khi mà một cái mặt cổ phiếu nó rơi xuống này. Nó rơi xuống nó tạo vai này. Đầu này, vai ngược. Thì sau những cái đau vai đầu vai ngược thì những cái vai phải này thì chỉ có thể canh chị lấy rồi. Và phải như này, điểm điểm tích cung này. anh chỉ canh những điểm tích cung. Hay ví dụ khi mà một cái mặt cổ phiếu nó rơi xuống này anh chị, Ví dụ rơi xuống này. Rơi một nhìn này. Nhịp hai tích cung lên này. À, ví dụ khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi xuống này. Đã nó rơi này. Một này. Hai này. Ba này. À, nếu mà tính luôn nhịp rổ này có thể là test lại bốn lần anh chị mua những cây này hoặc là cây phía sau này cũng được cần những điểm test anh chị mua đó, thì sắp tới thì các cái mà cổ phiếu động sẽ như vậy thì, em thì sẽ điểm qua một số dòng nha. Đầu tiên là em sẽ điểm qua dòng bóng sản trước. Bóng sản á, thì nếu như nào ở phía trên á, à, ở phía trên thì chỉ có nhìn thằng BDR nha. Ở phía trên, thằng này nó giữ giá được. BDR thì nó nó cũng sẽ làm giống cái phương như bên này ta. Rồi nó rơi xuống này, hiện tại nó có cái hồ này. Thì canh những điểm test lại số 2 hoặc là số 3. À, ví dụ như cái cái nhịp test số 2 mà anh chị lấy thì vẫn có thể ok rồi. Nó thì thường nó sẽ buôn lên nó test lại số 2, canh những điểm test. Ví dụ những ví dụ trong tuần sau đi mà nó nó buôn lên tầm khoảng cuối tuần mà nó có những cái test như này. Hoặc là như này thì chỉ có thể lấy được rồi tức là test lại nha, test lại phía sau. Hay là những cái mã cổ phiếu như thằng DIG để em xem nha, nhìn qua nhanh nha. DIG này. đất xanh với lại xe Thì theo cái góc nhìn của em nha. Nếu mà lựa chọn giữa DIG, đất xanh, sale Novaland. Bốn con này, nếu lựa chọn, nếu mà lựa chọn hai con ok nhất đầu tiên, anh chị nhìn thằng xe cho. Bởi vì sao? Bởi vì xe á nó giữ ngang được đấy. những cái con nào mà rơi mà giữ được ngăn đấy nó là con ưu tiên thứ nhất là nó là con nhảy thứ hai là gì thứ hai là nó giữ được cái nền tức là anh à, thấy thị trường nó rơi nó phá đáy này nhưng mà xem nó rơi nó giữ đáy hoặc là những cái mặt cổ phiếu đất xanh này nó rơi nó bị hơi nó gọi là nó. nó bị hướng xuống anh à, nó bị hướng xuống thì nó sẽ bị mất cái thế một chút xíu hay là những cái mặt cổ phiếu như DG này à, như không? nó rơi nó bị hướng xuống em không nói là những cái mặt cổ phiếu này nó không chạy nha <laughs> nên là gọi là mình mình lựa chọn cái sự ưu tiên thôi chứ không phải không chạy cứ ví, ví dụ nó hồi thì nó vẫn lên được nha nhưng mà khi mình nhìn qua giờ uh, ví dụ như mình ví dụ chỉ khi mà chỉ cân đo đong đếm à uh, ví dụ mình dòng bóng sản mua còn một con nào thì mình phải chỉ nhìn những cái con mà nó ok nhất thì với những cái mà cổ phiếu nào rơi sâu rơi sâu mở dưới thì mình là có một số những cái mà cổ phiếu sâu đầu tiên là có xem đây ví dụ nó rơi này hồi lên này thì có thể canh là nhịp test số 2 hoặc số 3 này hồi này hiện tại là hồi kỹ thật này canh nhịp test số 2 hoặc số 3 nhanh chị. đây ví dụ rơi này chị. đây ví dụ cây ngày thứ sáu thì có thể là cây này đi trong tuần sau có thể canh lại cây này Tuần sau có cây này có thể canh lấy này Rồi, hoặc là có thể là có những cây như này à, Đặc điểm cắt lỗ là 4-5% cho em Đó, à, Hay là ví dụ rơi này à, Trong tuần sau có thể có những cây như này Hoặc là có những cây như này Rút chân này, rút chân, rút chân này Có thể canh những cây như vậy lại. lấy Hoặc là ví dụ rơi này à, Rơi này chị, rơi này, đây rơi này, này Tết lại này, hướng lên này Thì có thể canh cây này hoặc là cây này vẫn ok Anh chị em nhớ mặt Thì mới là đầu tiên là cắt sale à, Sale là ok này Đê rồi em thấy là không ngang bởi vì DG cái biên rơi nó vẫn lớn rồi cái thứ cổ phiếu thứ hai thì mới là có thằng HDC nha vậy HDC là một cái mà cổ phiếu rất là ok đây thứ nhất á, là cái nhịp rơi vừa rồi á, là nó vẫn vừa độ quanh vùng giá tầm khoảng 29 của nó tức là cái gọi là cái 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 biên rơi của nó không có nhiều thì khi mà chị chọn thì chị chọn nên nhìn những cái cổ phiếu như thế này bảo thì nó rơi này thì nó sẽ có những điểm tết lại phía sau thì chị có thể canh lấy được với HDC được nha HDC em thấy là ổn này rồi để em nhìn qua nhanh này em nhìn qua nhanh làm sẽ biết dòng nào đây? à, em sẽ ưu tiên hai cái nha tức là hồi nãy nếu, nếu ở phía trên á thì anh chị nhìn thằng BDR à, nói chung là ở những cái mặt cổ phiếu nó rơi ít chịu giữ được thì anh chị có thể nhìn BDR thì bây giờ thì em sẽ nhìn những cái mặt cổ phiếu nó rơi sâu trước thì em điểm qua một số dòng nha tức là nó rơi sâu và nó nhảy nha HDC ok nè sell ok Nam Long thì về cái mặt vận động nó ok Nhưng Nam Long chậm mm, Em không thích Anh chị Tức là sao? Tức là nếu đã chọn dưới Chọn con nhảy nha còn ở trên thì cứ bê đi Ok. Chứ không có chọn con lưng lẫn. Tức là gì? Nó đẹp nhưng mà nó chậm. Tức là gì? Tức là nếu mà mạnh thì ở trên. Còn gì? Còn ví dụ như là không mạnh thì phải đạp xuống dưới. Tức là nó phải nó phải nhảy. Ví dụ những cái con như xeo. Xeo nó không mạnh đâu. Nó không mạnh. Hay là những cái mặt cổ phiếu nhắc DC nó không có mạnh. Tức là nó vẫn rơi sâu. Nhưng mà gì? À, nhưng mà nó giữ giá được. Vậy gì? vì nó nhảy. Thằng Nam Long gì? Thằng Nam Long nó cũng gì? Nó cũng rơi sâu. Nhưng mà gì? Nhưng mà sao? Nó vẫn giữ được. Nhưng mà gì? Một cái là gì? Nó chậm anh chị hiểu cái anh chị hiểu cái cái góc nhìn của sự ưu tiên chưa tức là anh chị, anh chị mình không thể là mua hết cổ phiếu là những mỗi ngành ấy mua một mã hoặc là mua tùng cùng lắm hai mã thôi không mua hết ok để nhìn qua một số cổ phiếu này đất xanh thì người là cũng ok nhưng mà sau với hdc và lại sale á, thì em thấy là không thích lắm nhưng nếu anh chị nào cân đo đong đếm giữa đất xanh với lại dg thì em thấy là đất đất, xanh ổn không nhưng mà ví dụ như em thì em vẫn thích hdc với lại thằng với lại nha ok em thích hai này thôi em chọn em nhìn những cái cổ phiếu nó cơ bản xíu gì những cái mặt cổ phiếu nhỏ nhỏ của em nhìn nha rồi, rồi tóm lại này đầu tiên á nếu anh chị chọn những cái mặt cổ phiếu ưu tiên sự an toàn và vẫn giữ cái mức giá cao thì nhìn BR giúp bạn chỉ nhìn này thôi ok cái thứ hai là nhìn, nhìn những cái mặt cổ phiếu rơi sâu giữ giá được và gì và nhạy thì nhìn một số cổ phiếu như sau đầu tiên á là sell thứ hai là HDC đây là đây là hai con top đầu còn nếu anh chị nó có nghĩa nữa xíu thì có thể là nhìn đất xanh à, còn em thấy là ví dụ như là thằng D rồi không ngon DG DG với là thằng với là thằng Novaland em thấy là cái rơi, biên rơi nó hơi lớn cái biên rơi hơi lớn ok đã dòng bóng sẵn bởi vì theo góc nhìn của em nha dòng bóng sẵn là một cái dòng nó nó sẽ bật mạnh được trong cái nhịp sắp tới thứ nhất á, là những cái dòng này nó cũng đã rơi rất, quá là sâu rồi cái thứ hai á, là là cái phiên ngày thứ năm á, nếu anh chị nào để kể nha anh chị nào hôm bữa giờ mà xem like em nhiều á, anh chị nào để kể cái phiên ngày thứ năm á, là dòng bóng sẵn nó đã mạnh từ ngày thứ năm này chứ không phải là ngày thứ sáu nó mới mạnh đâu dòng bóng sẵn gì đây kể nhà buổi sáng ngày thứ năm á, là HDC nó đã xanh rồi đất xanh nó đã xanh rồi buổi chiều ngày thứ năm dòng thì nó đẩy vào HDC nó đẩy vào Novaland nó đẩy vào bóc nó đẩy vào đất xanh tức là ngày thứ năm đã nó đã nó đã, đã, đã mạnh rồi nhưng mà ngày thứ năm là dòng chứng khoán nó báo gọi à, là dòng chứng khoán nó hại nên là tụi, tụi bón bóng sản nó mới giảm lại cuối phiên đã, thì sao thì thứ sáu là khi mà thị trường nó mỏng là dòng bóng sản nó kéo luôn tức là dòng bóng sản là cái em thấy là nó có cái hiện tượng đỡ giá ở thị trường trong khoảng 2 phiên cuối tuần nếu là dòng này em nghĩ là cũng là một cái dòng mà chị có thể để được về một số góc nhìn như vậy à nhưng mà những lúc là vẫn 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 góc nhìn cũ là vẫn đánh sóng hồ nha và đánh ngắn nha nhưng mà đánh trên nè <laughs> em phân tích dòng nào cũng sẽ nói rõ ok thả dòng bán sản thì chị nốt lại một số cổ phiếu đó cho vô wishlist nha cho vô wishlist à, còn trong phiên thì chị nào muốn vào room khách hàng á, thì trong phiên thì em sẽ cập nhật với anh chị kỹ hơn ở trong phiên à, em báo điểm mua điểm bán ở trong phiên á. nên chị nào mà anh chị nào mà lo không có tìm điểm mua được thì chị cứ liên hệ với bạn trợ lý với em số điện thoại thì em để dưới màn hình á. thì sắp tới thì sẽ hỗ trợ chị mua bán một số các cái mã cổ phiếu ok rồi, đầu tiên là với uh, bất động sản à. Tiếp theo là cũng như là dòng chứng. Dòng chứng thì em sẽ nhìn qua nhanh này. Em nhìn qua nhanh này. Ok, đầu tiên thì chị cũng có thể lưu ý bếp ai. Nãy bếp ai thì nó giữ được nha. À, là nó nó là một cái cổ phiếu nhảy. tức là con này cũng nhảy. Và thứ hai là nó vẫn giữ cái nền quá. Tức là vẫn giữ được ngang đáy của nó thì chị có thể hồi cái thuật này. Thì canh lại nhịp hồi nhịp test số 2. Canh lại nhịp test số 2, số 3 phía sau. Cách mua thì hồi nãy có hướng dẫn đó tức là sao? Tức là nó nó test lại rút chân lên thì như có thể canh những cái đó chỉ canh ở phiên chiều nha phiên chiều tức là phiên chiều tầm khoảng 2 giờ 2 giờ 20 mà nó vẫn giữ được cái sự rút chân đó thì có thể canh lấy được rồi CTS thì em thấy là cái biên rơi nó hơi lớn nha CTS thấy là cái biên rơi nó sâu á biên rơi nó bị sâu tức là nó nhảy nhưng mà biên rơi nó bị sâu á không đẹp lắm FC được OK nó là FC nha giữ được cái đáy này canh là đây hai hoặc đây ba HCM rơi sâu MB cũng rơi rồi mà MB thì nó hơi chậm MB thì nó hơi chậm em thích lắm được nếu anh chị nào mà yêu tiên tức là nếu anh chị nào không đánh những cái con nhỏ anh chị nào đánh những anh chị nhìn những con lớn thì cũng là có thể nhìn s nha SHS ổn SHS SHS HHS, với lại thằng với lại thằng VND đây à, nhưng mà em nhìn thì em thấy là SHS với lại ok không nhưng mà em thì em thích SHS <laughs> nên làm như là nếu mà con đau đông đếm tức là nếu anh chị nào đánh tiền lớn bởi vì không phải là anh chị, anh chị nào mà đánh cũng tầm khoảng vài tỷ hoặc là vài trăm triệu đâu có nhiều anh chị vốn vài chục tỷ thì nhìn nào đi những cái con như là AGR cũng được hay là anh chị đi những cái con mà ép nó nó nó, nó không nó vừa nó nhỏ hơi nhỏ hơi nhỏ đó thì anh thì nhìn như những cái con lớn thì mới là có thể lưu ý SHS được đó, những cái con mà bên những cái con mà thấp thấp như này mình không không ngon. ok vậy thì tóm lại dòng chứng khoán thì cách cái cách mua thì hôm nay mình em có hướng dẫn rồi một là hai đáy hai là ba đáy còn ba là có thể vai đầu vai ngược canh những điểm test lại canh những cái phiên test cung rút lên thì có thể tham gia thì là với dòng chứng á, thì ví dụ những con nhỏ thì có thể là BSI này chết ok hai con dòng lớn thì S bổ sung thêm gì hoặc là bổ trợ thêm là SA nhưng mà vẫn ưu tiên SSS à. Ok, đó là hai dòng, hai dòng ok, hai dòng lớn. Rồi tiếp theo là dòng khu công nghiệp. Khu công nghiệp thì em có thấy là ví dụ anh chị nào ưu tiên kênh trên thì mà là cứ neo theo dõi IDC. IDC thì hiện tại đang rơi này. Rơi thì khả năng nó sẽ có hồi lên và nó sẽ có những điểm test lại ở phía sau. Như này này. Nó hồi lên như này anh à, chị. nó sẽ có những điểm test lại ở phía sau này. Thì chị có thể canh những điểm test sau lại phía sau anh chị mua. À, nên đợi nó tích lũy, vô tháp lại thì có thể canh tham gia với IDC nếu chị nhìn phía trên. Em thì uh, sắp tới em cũng sẽ nhìn kỹ thằng IDC này. Rồi những cái mặt cổ phiếu ở phía dưới á. ở phía dưới thì có thể canh rồi, cách mua thì tương tự nha. rồi ok này. GVR ok. Em nhìn là VGC ok. SHC ok. KBC thì em thấy hơi xuống. Em em nếu anh chị nhìn thì em mới là nhóm ngành công nghiệp không? Em thấy là KBC không, không ngon lắm. Em nghe nhìn nếu mà những cái mặt cổ phiếu ở phía dưới thì có thể SHC này, GVGC này, GVR BHR. ở phía trên thì theo dõi IDC. Ok. Này, tức là mình tức là hồi nãy em đưa ra với chị là về cái form chung của cổ phiếu và mình chọn cái cổ phiếu như thế nào thì khi mình có một cái góc nhìn chung như vậy thì khi mình lưu qua các cái dòng á, mà sẽ biết là những cái mặt cổ phiếu này những là những cái mặt cổ phiếu mình có thể theo dõi, nó đơn giản đó thì... <laughs> anh anh thấy lọc cổ phiếu đơn giản nhìn dễ lắm, rất là dễ, ok. Rồi tiếp theo là cũng là một dòng ngân hàng thì em sẽ không nhìn nha, dòng ngân hàng á em sẽ nói làm rõ là một quan điểm là vì sao dòng ngân hàng á, là em lại em sẽ không nhìn. Cái thứ nhất á, là dòng ngân hàng nó là một cái dòng lớn, cái này thì anh chị nào giao dịch lâu thì chị sẽ biết dòng ngân hàng nó là một cái dòng lớn. Cái thứ hai á, là dòng ngân hàng khi mà muốn kéo nó tiền nó phải nhiều và thị trường nó phải mạnh trên nó phải tốt còn chị nghĩ thị trường này làm sao để kéo ngân hàng hoặc nó có thể kéo ngân hàng nhưng nó sẽ có sự lựa chọn tốt hơn cái thằng ngân hàng anh chị hình dung không tức là mình có thể sự lựa mình có thể lựa chọn một nhóm ngân hàng tốt hơn dòng ngân hàng đó, thì đó là cái gốc nhiệm cái với nhóm ngân hàng nên nhóm ngân hàng thì mới là một số những cái mặt cổ phiếu mới là nó vẫn sẽ ok là sắp tới mình là khả năng mb là vẫn được ok được khả năng nó sẽ có một nhịp gãy nền rũ quay về là nền thì mới là nó vẫn về okay. Em nghĩ là MB sắp tới cái phim đó rất ok á. Bởi vì nó đi ngang này, gãy này mà nó quay được về lại trên 10 trên 18 á, thì nó vẫn sẽ rất là mạnh. Nếu như là theo dõi ngân hàng thì có thể ưu tiên MB nha. Ở ví dụ như nào theo dõi các em có ưu tiên ngân hàng Quý nào rủ xong nó test lại mà nó quay về lại trên 18 á thì MB nó sẽ rất là ok. Nãy nên chỉ có thể theo MB nếu như có quan tâm. Còn em thì em sẽ không kiến nghị nha. Em là có MB ok này hoặc là STB. Nếu như có quan tâm ngân hàng. Nhưng mà em thì em sẽ không ưu tiên. Ok. Rồi dầu khí ha. Dầu khí ở phía trên thì chỉ có nhìn BBD giăng. BBD cách mua giống như IDC. Tức là gì? Tức là tích lũy ở phía trên. Đi ngang ở phía trên, Vô thấp hoặc là nó sẽ có nhịp test lại. Tức là gì? Tích lũy nhưng mà tích lũy test. Tích lũy test là như nào? Ví dụ nó nó cũng là một cái dạng tích lũy. Ví dụ như thằng BB đó cũng là một cái dạng tích lũy. Nhưng mà nhưng mà ví dụ như là nó có cái dạng tích lũy là nó sẽ đi ngang. Tức là cái biên độ nó rất là hẹp, ví dụ có những cái phiên đi ngang đi ngang như này. Tức là sẽ có những cái phiên như này này. Đây, gọi là tích lũy hoặc là tích lũy chặt thì nó sẽ như này anh chị. Đó, tức là sẽ có những cái phiên đi ngang như này. Đó, hoặc là sẽ có những cái phiên nó đi ngang như này, chứ là đi ngang. Đó, nó đi ngang. Còn tích lũy test thì nó có thể là sẽ có một cái sự dao động lớn hơn, ví dụ như này anh chị. Đó, ví dụ nó rơi này, tích lại này. Không test lại, tức là nó nó cũng là cái tích lũy nhưng mà cái sự dao động, tức là ở trong cái nền tích lũy nó sẽ cũng sẽ có những cái nhịp test lại. Đó, hoặc là sẽ trong những cái nền tích lũy nó cũng sẽ có những cái nhịp test lại, test lại, test lại như này. Nghe nhưng mà đó thì BBD BVD với lại IDC tức là những cái mặt cổ phiếu ở phía trên hoặc là FRT em đang nhìn FRT này thì anh chị cũng có thể mua form như vậy với những cái mà cổ phiếu ở phía trên nha đang nãy đang nói giỡn bvd nặng chờ đợi thêm canh một cái nhìn này rất vô thấp nói chung là quan trọng anh chị nhìn cái vô á thứ nhất anh chị nhìn cái thức anh chị là khi mà chị tìm để mua thứ nhất nha để nó đợt thôi được từ để đang nói cổ phiếu lát nữa anh chị nói sao bvd thì anh chị nên đợi tích lũy thêm nào, đợi tích lũy vô thấp ok lại nghĩa là sắp tới bvd nó vẫn sẽ ok hoặc là bvs này bvs canh điểm tích lại À, BVDS thì nó cũng giống như tức là nó nó là một cái dạng cái form giống như gì giống như ID xin lỗi chị nó giống như GVR, SSC của những mảng khu công nghiệp tức là những cái mặt cổ phiếu nó ở giữa à, những cái mặt cổ phiếu nó nó, nó vẫn nó giữ được cái nền của nó à, và nó vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ dưới thì à, nếu chị nào ok thì chọn BVS là BVD thôi BSR thì nó kê nó hơi xuống BSR thì kê nó hơi xuống chưa hoặc là BVC gọi là BBB cũng được nhưng mà nghĩ là nếu mà ok an toàn thì cứ BVD, BVS mà chơi hai cổ phiếu này ok rồi, nhìn dòng gì? Nhìn dòng mà thủy sản xíu đi. Thủy sản rơi sâu quá. Thủy sản thì là phải đợi lâu. Phải đợi. Nếu nhìn nào có quan tâm thủy sản thì anh chị nên quan tâm sau. Tức là nghĩa là nó vẫn lên nhưng mà nghĩa là trong cái quá trình đi lên nó phải tạo đấy lâu hơn những cái nhóm mình khác. Tức là sao có thể là gì? À, có thể là bất động sản nó sẽ đi lên một nhịp trước. Dầu khí đi lên một triệu nhịp trước thì tuổi này mới tạo đấy sau. Anh chị biết vì sao em lại nhìn được cái điểm nào? Là bởi vì cái biên rơi của cái mấy con này nó quá lớn em nhìn cái biên rơi làm biết là những cái mặt cổ phiếu nó có thể lên sâu lên chậm đi. Nào, thì em nghĩ là nhóm thủy sản thì là phải tức là gì? Tức là khi mà chị ăn một vòng những cái mặt cổ phiếu hồi nãy giờ mình review qua rồi, thì nhìn tụi thủy sản sao? Thì nó cũng sẽ test lại những điểm test đấy. Thì là với cái biên rơi của này của những cái mặt cổ phiếu như NV hoặc là những cái mặt cổ phiếu như VHC rồi á, thì mới là ít nhất phải test lại tầm khoảng ba đáy, ba đáy thì mình sẽ đi lên thôi. OK ha, rồi nhìn review như vậy. Nhóm gì ta? Nhóm thép đi ha. Nhóm thép thì là nếu mà OK thì là nhìn em giúp em Nam Kim. Ta nhưng mà thấy là cái phơm nam kim là cũng không có quá đẹp nhưng nếu có cũng sẽ nhìn thằng nam kim nam kim thì vẫn vô được cái vùng đáy cổ nó còn ho sen thì cái biên rơi nó hơi sâu tức là so với cái đáy này nó sâu quá à, nam kim thì vẫn vô được thì có thể canh nam kim đây hai đấy ba cách mua thì giống như hồi nãy em đã hướng dẫn rồi nha à, ok dòng mà đầu tư công đi ha đầu tư công thì nhiều những cái mà cổ phiếu rơi sâu quá ta để nghĩa qua một số cổ phiếu đạt phương ok đạt phương chỉ nói là đạt phương được đạt phương dỗ được quanh vùng này là canh điểm test lại để hai đến ba ok đặt phương được này vcr cũng được nha. ctd em thấy ổn vậy ctd em thấy là giữ được nó được, nó được giữ được cái phương của nó nếu mà nếu mà, nhịp sắp tới canh thì mình là canh ctd được thứ nhất là nó có nền rồi thắt cái pin rồi nó không có quay lắm nhưng mà là nó hấp tới ưu tiên ctd hơn rồi với nhóm đầu tư công thì em sẽ có một góc nhìn như này nè em nhìn qua cái phương là em sẽ biết là những cái mà cổ phiếu nó vận động như nào liền đầu tiên á nhóm đầu tư công thì là cái góc nhìn chung của em á nó sẽ giống như thủy sản tức là gì tức là cái biên rơi lớn thủng đáy cũ với một cái biên độ tức là không có nó không có tách ngang tức là gì không tức là nó rơi mà không có tách ngang mà nó tách xuống thì những cái mà cổ phiếu này nó sẽ nó tạo nó sẽ tạo đáy sâu tức là nó sẽ tạo đấy ở phía sau một số dòng tức là một số dòng khác đi lên rồi những cái mà cổ phiếu này nó mới chạy ok tức là nó sẽ chạy sau tầm khoảng một hai ngày hoặc là hai ba ngày chẳng hạn nhưng mà là cũng không nhiều đó không phải chạy sau mà tầm khoảng hai ba tuần đâu nó chạy sau tầm khoảng vài ngày thôi ok nên là nhóm đầu tư con nên nên đảo phía sau rồi tiếp theo là nếu mà chú ý thì nên chú ý dòng nào xin lỗi chị chú ý cổ phiếu nào đầu tiên thì chịu luôn đặc đặt phương thứ hai lưu ý ctd đã rồi nếu mà những cái mặt cổ phiếu này chạy lên rồi thì những cái mặt cổ phiếu canh sau thì có thể canh gì canh fcn rồi canh lcg hoặc là canh thằng hv nhưng mà những cái mặt cổ phiếu nó rơi như này em nghĩ là ít nhất phải ba đấy những cái mặt cổ phiếu này hai đấy nó cũng không có quá ngon đâu ba đấy là đẹp nhất ok ha rồi đó là đầu tư công này rồi thép nó rồi, đúng không nói như vậy ta bất động sản khu công nghiệp à cảng biển đây cảng biển có HAH HAH thì cái nên đợi là tết là đấy nó 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 cũng dạng là gãy nền rũ á đó tức là nó gãy nền tức là nó rũ nó giống như thằng à nó giống như FRT nhịp trước á như này đây này nói chung mà HAH đang ở chỗ này này à đang rũ này hoặc là giống như đi xuôi rộng này này tức là đi nền và nó gãy nó gãy lỗ rũ lại nền á thì nếu với HAH á thì anh chị có thể canh tức là một là anh chị canh nhịp tết như này tức là một là anh chị có thể mua điểm tết lại ở điểm tết cung hai á là anh chỉ mua cái phương hướng đi lên khi mà nó quay về lại nền Ủa, trên lại ba 36 với ha GMD cũng tương tự GMD cũng tương tự đó, GMD thì nó đang tích lại tức là rủ nó sẽ cam nó sẽ có tết lại phía sau đó, thì uh, em là cái HA ok HA như là cái phương dẫn hơn vốt rồi sau world không à đó, nhóm nhóm cạn mượn thì anh chỉ nốt lại HA thôi rồi nhóm đạm đi ha đạm thì có DGC DGC cũng tương tự DGC thì cái phương cách mua nó giống như thằng nào giống như BVS đó. à tức là rơi này nó sẽ có hồi lên nó sẽ có những điểm test lại phía sau. Dgc sẽ thấy ổn á, cái nền của thằng dgc tương đối ok. Nào, nếu ví dụ nó rơi này, rơi, căn nó hồi lên, căn điểm test lại phía sau. Tầm khoảng hai ba nhịp thì các phải canh. Dgc, đạm phú mỹ, đạm cà mau, đạm cà phú, đạm cà mau cũng phải canh những nhịp đến test lại phía sau. Nhưng nhưng mà em thấy là nền của thằng dgc đẹp hơn. <laughs> đạm cà mau với đạm phú mỹ thì tính đầu cơ nó sẽ cao hơn á, nhưng mà em thấy là nền của thằng dgc nó đẹp hơn xíu. Nãy nhưng thấy là ba thằng này nó cũng ok, quan trọng là cái khẩu vị gì như nào thôi. Nhưng mà cái cách cách mua vẫn tương tự, tức là vẫn canh mua điểm test. hiện tại nó mới chỉ có một đáy thôi mà. này. anh à, nó giảm vô lớn không? Thì khi mà nó hồi nó sẽ canh những điểm rơi nó test lại. Tầm khoảng hai ba đáy nó mới lên được chứ không phải là chứ không phải điểm này đi lên liền nó vậy. Nên canh là đáy 2 đáy 3 của nó. anh à, em ví dụ như rơi này, ví dụ khi mà một cái mặt cổ phiếu nó rơi này. Nó hồi này, nó test này. Rơi này, test này. À, test là nó mới lên được. À, hay là khi mà một cái mặt cổ phiếu nó rơi này anh à, chị. nó rơi này, nó hồi này nó test này nó test này nó test nó Tết này mới lên được đó thì canh những điểm test này hoặc là canh những điểm test này vẫn có thể lấy nó thì can những cái cây như vậy nha như vậy với đạm phú mỹ hay đạm cà mau ok rồi đó là một số dòng bán lẻ đi ha bán lẻ thì FRT giống như hồi nãy canh được một cái nền tích lũy vuông thấp đó. rồi Dijon Dijon thì cách mua như hồi nãy giờ là gì giống như BVD rồi đó. xin nói chị. giống như BVS hoặc là giống như thằng thằng GMR, GM, thằng HAH tức là rơi này à, canh những điểm tích lại phía sau đó, thì các cái mà cổ phía đang giữ nền rồi rồi thì em thấy là em điểm qua một số dòng cho mọi người như vậy. Thì nhìn chung á, thì chị thấy là tóm gọn lại là gì? Tóm gọn lại á, đầu tiên á, là thị trường nó đang trong một cái đang trong một cái đà rơi rất là sâu. Đây em tóm lại gọn lại cho mọi người trong sau cái video ngày hôm nay này. Đầu tiên á, là thị trường nó vẫn đang trong một cái biên rơi lớn từ vùng đỉnh cho đến bây giờ. Cái thứ hai á, là thị trường nó mới chỉ có phiên hồi kỹ thuật thôi. À, tức là mới chỉ có phiên hồi kỹ thuật. Thì trong tuần sau là thị trường nó sẽ tạo một cái vùng cân bằng sau đó sẽ có một cái phiên xác nhận đi lên thì cái vùng cân bằng nó là gì cái vùng cân bằng nó sẽ là một cái vùng dao động thanh khoản thấp Đã, nó có thể test lại hai đấy hoặc nó có thể là một cái vùng đi ngang thanh khoản thấp nhưng mà chỉ luôn thanh khoản nó phải thấp nha ok rồi nhưng mà em thì kỳ vọng nó sẽ test lại hai đấy hai đáy thì dễ mua còn thanh khoảng... còn ví dụ nó đi ngang thì nhiều lúc nó rơi nhịp nữa nó cũng nguy hiểm nhưng mà với em thì em cũng kỳ vọng là thị trường nó sẽ có hai đấy rồi cái tiếp theo là chị lúi là về cái tinh thần cái nhịp này giúp em là gì đánh ngắn đánh sâu hồi đánh nhanh rút gọn đánh nhanh thắng nhanh mua nhanh xin nói chị mua chậm bán nhanh mua canh bán liền có biến phải chạy anh chị nào chịu được đánh đánh thì phải làm gì một là đánh ít thôi hai nếu có dùng 50 đến 70 trăm vốn ai không giao dịch giỏi cứ 30 trăm vốn 40 trăm vốn mà giao dịch còn ai không thích ai không chịu được đứng ngoài chờ sống trên hàng đạt nó sẽ cập nhật sau em sẽ cập nhật phía sau anh chị nếu thị trường tạo ra một sóng trên sau này rồi, tiếp theo là về các cái mã cổ phiếu. Đầu tiên thì vẫn chọn những cái mã cổ phiếu gì? Nếu mà chọn những cái mã cổ phiếu mạnh, hiểu không? Gọi là tư duy về chọn cổ phiếu. Thì nếu mà chị nào ưu tiên cái sự an toàn thì nhìn những cái mã cổ phiếu ở trên giúp em. Ở trên không phải là nó không rơi. Nó có thể là rơi ít. Ví dụ như mang khác nó rơi 10, nó rơi 5 thôi. À, là những cái mặt cổ phiếu nó giữ ở phía trên ví dụ như BVD, à, gì, IDC, chẳng hạn vậy. Anh Tức là nhìn những cái mặt cổ phiếu ở trên thôi hoặc là gì hoặc là những cái mặt cổ phiếu nó vẫn rơi nhưng mà nó rơi ít hơn mấy con còn lại ví dụ dòng bóng sản thì nếu ưu tiên thì an toàn thì ưu tiên thằng BDR em nói là an toàn chứ không phải là cái mặt cổ phiếu nó lãi nhiều nha có những cái mặt cổ phiếu an toàn nhưng nó lãi không nhiều anh chị đã gặp rất là nhiều có những cái mặt cổ phiếu ở phía em chưa chắc gì sắp tới BVR nó chạy á nó chạy bằng thằng BVC đâu em ý em là vậy hoặc là sắp tới IDC nó chạy chưa chắc gì nó chạy bằng những cái mặt cổ phiếu như SSC hoặc là GVR phía dưới đi lên đâu em em tức là mình không nói vấn đề về biên lãi nha mà nó đang đang nó là sự ưu tiên và sự an toàn thì nếu chị nào chọn an toàn thì cứ chọn những cái mặt cổ phiếu ở trên chị à, hoặc là nó vẫn rơi nhưng mà rơi ít ok cái thứ hai khi mà chị chọn những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu mà nó không thích sự tức là không có đặt nặng cái sự an toàn thì mỗi dòng cứ chọn ưu tiên này nó sẽ có ba cái ba cái cách mà chị nhìn cổ phiếu này cái cách đầu tiên là dòng đầu tiên á là nhảy ok nó nhảy lên nó nhảy tức là mang lại nó có một cái tính chất bay bổng tức là nó sẽ có một cái tính chất gọi là nó đầu cơ trong cái cổ phiếu cái thứ hai á, là cái nhịp rơi vừa rồi á cái nhịp rơi vừa rồi là sao ví dụ như cái nhịp rơi vừa rồi là như thế này, này tức là cái đáy của thị trường á là ở chỗ này tức là cái nhịp hồ vừa rồi của thị trường á nhịp hồi này là nó quanh tầm khoảng là ngày 10 đến ngày ngày 10 ngày 4 đến ngày ngày 4 ngày 5 ngày 6 tháng 10 thì ví dụ như cái nhịp rơi này của thị trường mà các cái mã cổ phiếu nào mà nó vẫn được giữ được quanh cái vùng giá khi mà cái cổ phiếu quanh cái chỗ này á thì nó là những cái mặt cổ phiếu ok gọi là cách nhìn tức là cái biên rơi của cổ phiếu nó không có nhiều đấy thấy không? đó thì khi mà chị chọn những cái mặt cổ phiếu mà nó rơi sâu á thì chị chọn yếu tố đó trước tức là gì à, nhảy nhưng mà kết hợp yếu tố cái cổ phiếu này là càng tốt thì chị sẽ lọc đó gọi là cái cách lọc thứ hai gọi là tức là khi mà chị nhìn như vậy là chị biết là là thằng nào nó không tức là mình lọc thêm một bước rồi rồi cái thứ ba là gì cái thứ ba là chị tìm những điểm tết lại của nó à tết đáy hai đáy ba đáy vai đầu vai ngược không bữa cũng đã hướng dẫn anh chị rất là okay rồi vẫn như sống trước à hai đáy ba ngược đó hôm nay có điểm qua một số dòng này ví dụ dòng bóng sản đúng không bóng sản có bdr ưu tiên ở phía trên ở dưới thì hdc xem chứng khoán thì FTS, bsi à, lớn thì có ss này. rồi à, dầu khí thì bvd bvs à, khu công nghiệp ở trên thì có idc ở dưới thì uh, gvr hsc vgc à, bác rồi ok đầu tư công đầu tư công thì đầu tư công với lại thủy sản á phơm chung của đầu tư công với thủy sản là gì là biên rơi lớn biên rơi lớn thì gì phải tạo đấy sau tức là ít nhất phải test lại ba đấy ok ha cái thứ hai là gì cái thứ hai nếu ưu tiên có nhìn đầu tư công thì ưu tiên nhìn gì đặc phương và gì và ctd rồi sau đó mới chờ những cái mạng cổ phiếu kia nó tạo đấy sau thì mới nhìn rồi nhóm thép thì nam kim rồi phân bón thì dgc đó, còn ở dưới thì cứ đạm cà mau đạm phú mỹ rồi cảng biển thì hát bán lẻ thì frt digital đó, nói chung là em nói chuyện qua một số cổ phiếu đó anh chị đánh đánh lớn <laughs> nói chung là bao nhiêu cổ phiếu hồi nãy em đọc tầm khoảng 20 25 mã nó nhưng anh chị cứ quanh quay quanh mấy mấy mã đó là anh chị đánh cũng ớn rồi không cần nhiều đó. <laughs> đó nói chung là xem video của em là tổng hợp được tất cả các thứ tức là khi mà em làm video cho mọi người em nói rõ rất, là rõ quan điểm thì khi mà chị xem video thì anh chị phải chắc lọc và anh chị phải nghe cho kỹ nha anh chị đừng, đừng 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 nghe về cái chiều lên đâu anh chị phải nghe về chiều xuống tức là sao tức là ví dụ như giống như hồi nãy em có nói ví dụ thị trường khó thì em sẽ nói khó thì ví dụ anh chị nào chịu được anh chị đánh ví dụ như chịu được nhưng mà đánh thì đánh có thể đánh ít chọc đánh, đánh nhiều hoặc là không chịu được thì có thể là không đánh chứ đừng có nói ờ uh, là cái vùng này có thể lần đạt nó nói là uh, ờ có thể là tạo đấy vô mốc lỗ chết đi. Uh, hoặc là ví dụ như mua mua cái mà cổ phiếu nó lãi không nhiều ví dụ lãi năm bảy ví dụ kỳ vọng là ba mươi đi uh, nghe nó tạo đấy anh chị kỳ vọng là ba mươi năm mươi mà sao lãi bảy mươi mà 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 nó giảm thì cũng chết Đó, tức là khi mà chị nghe chị nghe cho kỹ đó, nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình là nó sẽ là một cái video rất là giá trị cho anh chị là không chỉ riêng trong những cái phiên giao dịch tuần sau mà có thể là kể cả sau khi thị trường nó tạo đáy và đi lên trong cái nhịp hồi sắp tới ok thì tạm thời thì là trong tầm khoảng là một tháng tới thì cái góc nhìn và cái phơm và cái cách đánh và cái góc nhìn mình vẫn là như vậy rồi khi nào mà thị trường nó chạy như nào mà nó tạo ra một cái sóng ra được thì em sẽ cập nhật với mọi người sau ok ha Đó, nên là, mình là anh chị cứ bình tĩnh cái nhịp này thì cứ bình tĩnh cho em chậm rãi xem lại video này một lần không hiểu thì xem lại hai ba lần cho em ghi lại tất cả các thứ để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái nhịp tới con chị đang muốn đồng hành cùng em trong room khách hàng đó, nói chung là thích em và thích phong cách của em thích những cái những cái giá trị mà em chia sẻ mỗi đồng đồng hành cùng em trong room được để được em hướng dẫn kỹ hơn á thì có thể là liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại thì em để dưới màn hình bạn dùng chín không ba chín ba một sáu sáu nhắn qua zalo cho bạn thì bạn sẽ hỗ trợ chị vào room khách hàng đăng ký vào room khách hàng như thế nào bạn sẽ hỗ trợ mọi người ok ha thì ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ chia sẻ một chút như vậy thôi rồi, right. trước khi mà mọi người rời đi thì mọi người đừng quên xem video này thấy hay về giá trị thì bỏ lại tặng cho em một cái nút like. Hy vọng trong tuần cái buổi video ngày video ngày hôm nay được 1000 like không chị, Ngàn like đúng không? Ngàn like đi. <laughs> đó, anh chị đã tặng cho một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh. Kênh em thì tầm khoảng 100 người nữa thôi là tầm khoảng 20 000 người đăng ký rồi nên này anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mọi người nhấn một cái nút đăng ký kênh giúp em nha cả nhà. để đó là những cái nguồn động lực rất là lớn để em có thể là liên tục hỗ trợ mọi người ví dụ hôm bữa giờ anh chị thấy là thị trường nó giảm tan bạch nhưng mà em vẫn livestream liên tục vẫn livestream trong phiên liên tục hỗ trợ mọi người như này hoặc là cách nhìn trong phiên của thị trường nó sẽ như thế nào rồi khi mà thị trường nó hồi mình sẽ chọn những cái mặt cổ phiếu như này thì trong cái video ngày hôm nay thì cũng đã hướng dẫn với anh chị rất là kỹ rồi nói chung em nghĩ là trên thị trường này á em nghĩ là à, không có nhiều người mà chia sẻ kỹ như em đâu tức là có bao nhiêu em chia sẻ tức là có bao nhiêu thì không có giấu giếm như vậy đó chia sẻ đó anh chị nào nghe được anh nghe, anh nghe không nghe được thì tức là anh chị bỏ qua <laughs> anh chị hiểu không đó, chứ không phải là giấu giếm các kiểu đâu à, ví dụ như là cổ phiếu nào ok được cách mua như nào mua nó có điểm gì hoặc là gì hoặc là nó có rủi ro như nào nó có ok không thì em chia sẻ với anh chị hết rồi ok ha đó thì cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái buổi video ngày hôm nay anh chị nhớ like đăng ký kênh hoặc là xem video mà thấy hay nữa thì có thể để lại một cái lời bình luận với em nha cảm ơn đạt là thấy giá trị đó để lại một cái lời bình luận à, để em khi mà em đọc thì em có nhiều những nguồn động lực hơn lớn hơn và có thể là có nhiều năng lượng để uh, chia sẻ những cái buổi video hoặc là có các cái buổi livestream hướng dẫn chị trong phim rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha. À, một lần nữa thì xin chúc tất cả các anh chị và gia đình của mình à, có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi video à, cũng như trong các cái bộ livestream của kênh nguyên Đạo official à, sau này. Và cảm ơn cả nhà.